Sáng 28 tháng 9, thực hiện chương trình hợp tác, kết nghĩa giữa ba cơ quan báo Đảng gồm Hà Nội Mới, Thừa Thiên Huế và Sài Gòn Giải Phóng. Báo Hà Nội Mới đăng cai tổ chức diễn đàn, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp. Dự diễn đàn có phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy. Lãnh đạo ba cơ quan báo chí chủ trì cùng sự tham dự của gần 20 cơ quan báo Đảng các tỉnh thành phố trong cả nước và báo chí thủ đô Hà Nội. Đây là dịp để các báo trao đổi kinh nghiệm, tìm giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tại diễn đàn, Tổng biên tập báo Hà Nội mới Nguyễn Minh Đức nêu: "Thời gian qua, hệ thống báo đảng địa phương đều coi trọng phản ánh vấn đề xây dựng Đảng. Các báo đã có sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức phản ánh công tác xây dựng Đảng, cho thấy có sự tổ chức chặt chẽ, bài bản, nhưng sáng tạo và linh hoạt, thể hiện được tinh thần chủ động đi trước đón đầu khi phản ánh vấn đề xây dựng Đảng." dẫn hướng cho các cơ quan báo chí khác cũng như cho bạn đọc. Phát biểu tham luận, Phó Tổng biên tập phụ trách báo Thừa Thiên Huế Hoàng Đăng Khoa cho biết, trong công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, báo Thừa Thiên Huế xem việc tuyên truyền đại hội Đảng các cấp luôn là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Việc tuyên truyền phải kịp thời, đúng chúng, mang lại hiệu quả trên nhiều mặt là nhiệm vụ mà báo đặt ra và tập trung thực hiện. Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng Nguyễn Ngọc Anh nêu, để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền đại hội Đảng, những người làm báo Sài Gòn giải phóng phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Báo đã sử dụng nhiều thể loại, loại hình báo chí trong tuyên truyền, tiếp tục cải tiến toàn diện về trình bày, tổ chức xử lý thông tin hình ảnh cả trên báo in và báo online, chú trọng yếu tố phối hợp ăn ý giữa các bộ phận. Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm liên quan đến công tác tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 14 của Đảng để cùng trao đổi, đi đến những nhận thức chung có giá trị. Trong đó Yêu cầu đặt ra đối với báo chí nói chung, hệ thống báo Đảng nói riêng là công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, chủ động cập nhật, bám sát tiến độ quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 14 của Đảng. Nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên trưởng ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội, nguyên phó chủ tịch thường trực hội nhà báo Việt Nam lưu ý để việc tuyên truyền đại hội Đảng các cấp đạt hiệu quả các cơ quan báo chí cần tạo diễn đàn trong Đảng, trong nhân dân ở các địa phương với tinh thần thoải mái, dân chủ, xây dựng. Sau 3 giờ đồng hồ diễn ra, diễn đàn đã ghi nhận 15 ý kiến phát biểu. Thay mặt ba cơ quan báo chí, Tổng biên tập báo Hà Nội mới Nguyễn Minh Đức nêu năm nội dung được rút ra qua diễn đàn để các cơ quan báo chí cùng quan tâm thực hiện trong thời gian tới. Trong đó có cần chủ động xây dựng kế hoạch trong công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng các cấp từ sớm, xác định những nội dung trọng tâm của công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội ngoài ra cần tổ chức các chuyên mục tọa đàm hội thảo lấy ý kiến góp ý vào các văn kiện đại hội đảng tập trung thảo luận và đề xuất phương thức tuyên truyền đăng tải trên báo in điện tử và các nền tảng số cùng với việc đúc rút năm nhiệm vụ trọng tâm trên ban tổ chức hy vọng qua diễn đàn này sẽ góp phần cung cấp thêm thông tin để các cơ quan báo chí thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền trong thời gian tới